Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò. Con yêu dấu của mẹ, con phải chăm chỉ nết na nhé, mẹ sẽ luôn luôn ở bên con, phù hộ cho con. Nói xong bà nhắm mắt qua đời. Ngày ngày cô bé đến bên mộ mẹ ngồi khóc. Cô chăm chỉ, nết na ai cũng yêu mến. Mùa đông tới, tuyết phủ đầy trên mộ người mẹ non như một tấm khăn trắng. Và khi ánh nắng trời xuân cuốn đi chiếc khăn tuyết ấy, người bố lấy vợ hai. Người dì ghẻ mang theo hai người con gái riêng của mình. Hai đứa này mặt mày tuy sáng sủa, kháo khỉnh nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối. Từ đó trở đi, cô bé mồ côi sống một cuộc đời khốn khổ. Dì ghẻ cùng hai con riêng hùa nhau nói. Không thể để con ngan ngu ngốc kia ngồi lì trong nhà mãi thế được. Muốn ăn bánh phải kiếm lấy mà ăn. Ra ngay, con làm bếp. Chúng lột sạch quần áo đẹp của cô, mặc vào cho cô bé một chiếc áo choàng cũ kỹ màu xám và đưa cho cô một đôi guốc mộc. Hãy nhìn cô công chúa đài các thay hình đổi dạng kìa. Cả ba mẹ con reo lên nhạo báng và dẫn cô xuống bếp. Cô phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối. Tờ mờ sáng đã phải dậy, nào là đi lấy nước, nhóm bếp, thổi cơm, giặt giũ. Thế chưa đủ, hai đứa con dì ghẻ còn nghĩ mọi cách để hành hạ cô. Hành hạ chán chúng chế giễu rồi đổ đậu Hà Lan lẫn với đậu biển xuống cho bắt cô ngồi nhặt riêng ra. Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả đã mệt lử, cô cũng không được nằm giường mà phải nằm ngủ ngay trên đống cho cạnh bếp. Và vì lúc nào cô cũng ở bên cho bụi nên nom lem luốc, hai đứa con dì ghẻ gọi cô là lo lem. Có lần đi chợ phiên, người cha hỏi hai con dì ghẻ muốn mua quà gì. Đứa thứ nhất nói, quần áo đẹp. Đứa thứ hai nói, ngọc và đá quý. Cha lại hỏi, còn con, lọ lem, con muốn cái gì nào? Thưa cha, trên đường về, cành cây nào va vào mũ cha thì cha bẻ cho con. Người cha mua về cho hai con dì ghẻ quần áo đẹp, ngọc trai và đá quý. Trên đường về, khi ông cưỡi ngựa đi qua một bụi cây xanh, có cành cây rẻ va vào người ông và làm lật mũ rơi xuống đất. Ông bẻ cành ấy mang về. Về tới nhà, ông chia quà cho hai con dì ghẻ những thứ chúng xin và đưa cho lọ lem cành hạt rẻ. Lọ lem cảm ơn cha, đến bên mộ mẹ, trồng cành rẻ bên mộ và ngồi khóc thảm thiết. Nước mắt chảy xuống tưới ướt cành cây mới trồng. Cành này dễ, đâm chồi và chẳng bao lâu sau đã thành một cây cao to. Ngày nào lọ lem cũng ra viếng mộ mẹ 3 lần, ngồi khóc khấn mẹ, và lần nào cũng có một con chim trắng bay tới đậu trên cành cây. Hễ lọ lem ngỏ ý mong ước xin gì thì chim liền thả những thứ ấy xuống cho cô. Một hôm nhà vua mở hội 3 ngày liền, và cho mời tất cả các hoa khôi trong nước tới dự để hoàng tử kén vợ. Hai đứa con dì ghẻ nghe nói là mình cũng được mời tới dự thì mừng mừng rỡ rỡ, gọi lọ lem đến bảo. Mau trải đầu, đánh giày cho chúng tao, buộc dây giày cho chặt để chúng tao đi dự hội ở cung vua. Lọ lem làm xong những việc đó rồi ngồi khóc. Vì cô cũng muốn đi nhảy. Cô xin dì ghẻ cho đi. Dì ghẻ nói. Đồ lọ lem, người toàn bụi với bẩn mà cũng đòi đi dự hội. Giày, quần áo không có mà cũng đòi đi nhảy. Lọ lem khẩn khoản xin thì dì ghẻ nói. Tao mới đổ một đấu đậu biển lẫn với cho. Nếu mày nhặt trong 2 tiếng đồng hồ mà xong thì cho mày đi. Cô bé đi qua cửa sau, ra vườn gọi. Hỡi chim câu hiền lành. Hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp em. Đậu ngon thì bỏ vào niêu, đậu xấu thì bỏ vào diều chim ơi. Lập tức có đôi chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ bếp xà xuống, tiếp theo là chim gáy, rồi tất cả chim trên trời đều xà xuống quanh đống tro. Chim câu gù gù rồi bắt đầu mổ lia lịa pích, 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 nhặt những hạt tốt bỏ vào nồi. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ chim đã nhặt xong. Làm xong chim lại cất cánh bay đi. Cô gái mang đậu cho dì ghẻ, bụng mừng thầm tin rằng thế nào mình cũng được phép đi dự dạ hội. Nhưng dì ghẻ bảo, không được đi đâu cả. Lọ lem, mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy, người ta sẽ nhạo báng mày cho coi. Khi thấy cô gái khóc, dì ghẻ bảo, nếu mày nhặt 2 đấu đậu biển khỏi cho trong 1 tiếng đồng hồ thì cho phép mày đi cùng.
khi đó gì ghẻ nghĩ. Chắc chắn chẳng bao giờ nó nhặt xong. Sau khi dì ghẻ đổ đậu lẫn trong đống tro, cô gái đi qua cửa sau ra vườn và lại gọi. Hỡi chim câu hiền lành, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp em. Đậu ngon thì bỏ vào niêu, đậu xấu thì bỏ vào diều chim đi. Lập tức có chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ bếp xà xuống, tiếp theo là chim gáy, rồi tất cả chim trên trời đều xà xuống quanh đống tro. Chim câu gù gù rồi bắt đầu mổ lia lịa pích, pích, pích. Rồi những chim khác cũng thay nhau mổ pích, pích, pích nhặt những hạt tốt bỏ vào nồi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ chim đã nhặt xong và cất cánh bay đi. Rồi cô gái mang đậu cho dì ghẻ xem. Bụng mừng thầm tin rằng lần này thế nào mình cũng được phép đi dự dạ hội. Nhưng dì ghẻ bảo. Tốn công vô ích con ạ. Mày không đi cùng được đâu. Vì mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy. Chả nhẽ bắt chúng tao bẽ mặt vì mày hay sao? Nói rồi mụ quay lưng, cùng hai đứa con kiêu ngạo vội vã ra đi. Khi không còn một ai ở nhà, lọ lem ra mộ mẹ, đứng dưới gốc cây rẻ gọi. Cây ơi, cây hãy rung đi. Thả xuống áo bạc áo vàng cho em. Chim thả xuống cho cô một bộ quần áo thêu vàng, thêu bạc và một đôi hài lụa thêu chỉ bạc. Cô vội mặc quần áo vào đi dự hội. Dì ghẻ và hai con gái không nhận được ra cô, cứ tưởng đó là nàng công chúa ở một nước xa lạ nào tới, vì cô mặc áo vàng trông đẹp quá. Mấy mẹ con không ngờ đó lại là lọ lem, đinh ninh là cô đang ở nhà và giờ này đang lúi húi nhặt đậu khỏi cho. Hoàng tử đi lại phía cô, cầm tay cô nhảy. Hoàng tử không muốn nhảy với ai nữa nên không chịu rời tay cô ra. Nếu có ai đến mời cô nhảy thì chàng nói. Đây là vũ nữ của tôi. Đến tối cô muốn về nhà thì hoàng tử nói. Để tôi đi cùng, tôi muốn đưa cô về. Chàng rất muốn biết cô thiếu nữ xinh đẹp này là con cái nhà ai. Gần đến nhà, cô gỡ tay hoàng tử ra và nhảy lên chuồng chim bồ câu. Hoàng tử chờ đợi mãi, khi người cha đến chàng kể với ông về việc cô gái lạ mặt đã nhảy vào chuồng bồ câu. Ông cụ nghĩ, phải chăng đó là lọ lem? Rồi cụ lấy rìu và câu liêm trẻ đôi chuồng bồ câu ra, nhưng chẳng có ai ở trong đó cả. Khi họ về tới thì thấy lọ lem mặc quần áo nhem nhuốc đang nằm trên đống tro, bên ống khói lò sưởi có một ngọn đèn dầu cháy tù mù. Thì ra lọ lem đã nhảy nhanh như cắt từ chuồng bồ câu xuống, chạy lại phía cây rẻ cởi quần áo đẹp đẽ ra để trên mộ. Chim xà xuống tha những thứ đó đi, rồi cô lại mặc chiếc áo choàng màu xám vào, nằm trên đống tro trong bếp như cũ. Hôm sau, hội lại mở. Khi cha mẹ và hai em đi rồi, lọ lem lại đến gốc cây rẻ gọi. Cây ơi, cây hãy rung đi. Thả xuống áo bạc, áo vàng cho em. Chim lại thả xuống cho em một bộ quần áo lộng lẫy hơn hôm trước. Cô mặc bộ quần áo ấy đi. Khi cô xuất hiện trong buổi dạ hội, cô đẹp rực rỡ làm mọi người ngẩn người ra ngắm. Hoàng tử đã đợi cô từ lâu liền cầm tay cô và chỉ nhảy với một mình cô thôi. Các người khác đến mời cô nhảy thì hoàng tử nói. Đây là vũ nữ của tôi. Đến tối, cô xin về, hoàng tử đi theo xem nhà cô ở đâu. Đến nơi, cô vội lên hoàng tử chạy ra vườn sau nhà. Ở đó có một cây lê quả sai chi chít non thật ngon lành. Cô trèo nhanh như sóc lẩn giữa các cành. Hoàng tử không biết cô trốn ở đâu, chẳng đợi khi người cha đến thì nói. Cô gái lạ mặt đã chạy trốn. Ta đoán. Có lẽ cô ấy nhảy lên cây lê rồi. Người cha nghĩ. Phải chăng đó là lọ lem? Ông cho mang rìu đến, đắn cây xuống, nhưng chẳng thấy có ai trên cây. Khi cả nhà vào bếp thì thấy lọ lem nằm trên đống tro như mọi ngày. Thì ra cô đã nhảy từ phía bên kia cây xuống, đem trả quần áo đẹp cho chim trên cây rẻ và mặc chiếc áo choàng màu xám vào. Đến ngày thứ ba, cha mẹ và các em vừa đi khỏi. Lọ lem lại ra mộ mẹ và nói với cây. Cây ơi, cây hãy rung đi. Thả xuống áo bạc, áo vàng cho em. Chim liền thả xuống một bộ quần áo đẹp chưa từng có và một đôi hài toàn bằng vàng. Với bộ quần áo ấy cô đến dạ hội. Mọi người hết sức ngạc nhiên há hốc mồm ra nhìn. Hoàng tử chỉ nhảy với cô, có ai mời cô nhảy thì chàng nói. Đây là vũ nữ của tôi. Khi trời tối, lọ lem muốn về,
hoàng tử định đưa về nhưng cô lẩn nhanh như trạch làm hoàng tử không theo kịp. Hoàng tử nghĩ ra một kế, chẳng cho đổ nhựa thông lên thang, vì thế khi cô nhảy lên thang, chiếc giày bên trái bị dính lại. Hoàng tử cầm lên ngắm thì thấy chiếc hài nhỏ nhắn, xinh đẹp toàn bằng vàng. Hôm sau hoàng tử mang hài đến tìm người cha và bảo: "Ta chỉ lấy người đó làm vợ, người chân đi vừa chiếc hài này." Hai cô con gái dì ghẻ mừng lắm, vì hai cô đều có đôi bàn chân đẹp. Cô cả mang giày vào buồng thử trước mặt mẹ, nhưng cô không đút ngón chân cái vào được vì hài nhỏ quá. Bà mẹ liền đưa cho cô một con dao và bảo: "Cứ chặt phăng ngón cái đi, khi con đã là hoàng hậu rồi thì cần gì phải đi bộ nữa." Cô ta liền chặt đứt ngón chân cái, cố nhét chân vào hài rồi cắn răng chịu đau đến ra mắt hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm cô dâu và bế cô lên ngựa cùng về. Dọc đường, hai người phải đi qua mộ, có đôi chim câu đậu trên cây rè hót lên. "Rúc di cúc, rúc di cúc." Máu thấm trên hài, do chân dài quá. Chính cô dâu thật, vẫn ở trong nhà. Hoàng tử liếc nhìn xuống chân cô thấy máu vẫn còn đang chảy ra, chàng liền quay ngựa lại, đưa cô dâu giả về nhà trả lại cho cha mẹ cô và nói: "Đây không phải là cô dâu thật." Rồi chàng đưa hài cho cô em thử. Cô em vào buồng thử hài thì may sao các ngón đều lọt cả, nhưng phải cái gót lại to quá. Bà mẹ đưa cô một con dao và bảo: "Cứ chặt phăng đi một miếng gót chân, khi con đã là hoàng hậu thì chẳng bao giờ phải đi chân đất nữa." Cô ta chặt một miếng gót chân, cô đút chân vào hài, cắn răng chịu đau, ra gặp hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm cô dâu và bế cô lên ngựa cùng về. Dọc đường, hai người phải đi qua mộ, có đôi chim câu đậu trên cây rè hót lên. "Rúc di cúc, rúc di cúc." Máu thấm trên hài, do chân dài quá. Chính cô dâu thật, vẫn ở trong nhà. Hoàng tử nhìn xuống chân cô thấy máu vẫn còn đang chảy ra, chàng liền quay ngựa lại, đưa cô dâu giả về nhà trả lại cho cha mẹ cô và nói: "Đây cũng không phải là cô dâu thật, gia đình còn có con gái nào khác không?" Người cha đáp: "Thưa hoàng tử không ạ, người vợ cả của tôi khi qua đời có để lại một đứa con gái người xanh sao, nhem nhuốc. Thứ nó thì chả làm cô dâu được." Hoàng tử bảo ông cứ gọi cô gái ấy ra. Dì ghẻ nói chen vào: "Thưa hoàng tử, không thể thế được. Nó dơ bẩn lắm, không thể cho nó ra mắt hoàng tử được." Hoàng tử khăng khăng nhất định đòi gọi Lọ Lem lên kỳ được. Cô rửa mặt mũi tay chân, đến cúi chào hoàng tử. Hoàng tử đưa cho cô chiếc hài vàng. Cô ngồi lên ghế đầu, rút bàn chân ra khỏi chiếc guốc nặng trình trịch, cho chân vào chiếc hài thì vừa như in khi cô đứng dậy. Hoàng tử nhìn thấy mặt nhận ngay ra cô gái xinh đẹp đã nhảy với mình bèn reo lên: "Cô dâu thật đây rồi." Dì ghẻ và hai cô con gái mặt tái đi vì hoảng sợ và tức giận. Hoàng tử bế Lọ Lem lên ngựa đi. Khi hai người cưỡi ngựa qua cây rẻ, đôi chim câu hót: "Rúc di cúc, rúc di cúc." Hài không có máu, chân vừa như in. Đúng cô dâu thật. Hoàng tử dẫn về. Hót xong, đôi chim câu bay tới đậu trên hai vai Lọ Lem, con đậu bên trái, con đậu bên phải. Khi đám cưới của hoàng tử được tổ chức thì hai cô chị cũng đến phỉnh định để mong hưởng phú quý. Lúc đoàn đón dâu đến thì cô chị cả đi bên phải, cô em đi bên trái. Chim câu mổ mũi cô mất một mắt. Sau đó khi họ trở về thì cô chị đi bên trái, cô em đi bên phải. Chim câu lại mổ mũi cô mất một mắt nữa. Cả hai chị em suốt đời mù lòa vì bị trừng phạt do tội ác và giả dối.